Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cách phòng ngừa bệnh viêm amidan mà bạn nên biết. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vậy bạn đã biết cách phòng ngừa bệnh viêm amidan hiệu quả chưa? 3 biện pháp ngăn ngừa bệnh viêm amidan ghé thăm dưới đây sẽ rất đơn giản để áp dụng hàng ngày, chỉ cần thực hiện thường xuyên sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ mắc bệnh viêm amidan đấy. Viêm amidan là căn bệnh đường hô hấp rất phổ biến ở cả người lớn và trẻ em, đặc biệt bệnh càng có nguy hiểm tăng cao trong điều kiện thời tiết thay đổi, môi trường ô nhiễm khói bụi. Bệnh viêm amidan do vi khuẩn hoặc virus gây ra, với các triệu chứng viêm amidan thường gặp như sốt, đau đầu, đau họng, khó nuốt, chán ăn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều người. Để phòng ngừa bệnh viêm amidan tấn công và gây ra những biến chứng nguy hiểm, bạn nên trang bị cho mình những kiến thức phòng tránh căn bệnh này với 3 biện pháp sau. Giữ vệ sinh răng miệng. Giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa các bệnh đường hô hấp như ho, viêm họng, viêm amidan. Hàng ngày súc họng bằng nước muối loãng hoặc nước súc miệng sẽ loại bỏ các vi khuẩn trú ngụ trong vòm họng một cách hiệu quả, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào bệnh gây bệnh viêm họng, viêm amidan. Ngoài ra bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra răng miệng định kỳ, sau khi ăn nhớ đánh răng, súc miệng để loại bỏ các mảng bám và vi khuẩn trong kẽ răng để chăm sóc sức khỏe răng miệng, ngăn ngừa bệnh hôi miệng luôn nhé. Cách 2, tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Nguyên nhân gây viêm amidan là do vi khuẩn hoặc virus tấn công khi hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta suy yếu. Do đó, tăng cường sức đề kháng trong cơ thể để chính là một trong những cách hiệu quả để phòng bệnh viêm amidan cũng như ngăn những căn bệnh A khác. Việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể được thực hiện từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Bạn nên chú ý bổ sung nhiều vitamin C như các thực phẩm như hoa quả, trái cây, cam, chanh, quýt, bưởi, ổi, xoài, kiwi, dứa, dâu tây, đu đủ, dưa hấu, bơ, vải, mãng cầu, xiêm, rau củ, hạt, ớt, chuông, súp lơ, bông cải xanh, ngải thìa, cải xanh, khổ qua, cà chua, cà rốt, khoai lang, măng tây và các loại đậu. Từ bỏ các thói quen có hại. Nhiều người thường có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia hay các chất kích thích, thích ăn đồ cay nóng, không đeo khẩu trang khi ra đường. Điều này chỉ càng làm gia tăng vi khuẩn trong khoang họng và làm ảnh hưởng đến xấu đến sức khỏe, gây ra các căn bệnh lao phổi, bệnh gan, ung thư thanh quản, ung thư amidan. Do đó bạn hãy từ bỏ thói quen này để đảm bảo sức khỏe của bản thân, phòng bệnh một cách tốt nhất. Thực hiện tốt nhất 3 biện pháp đơn giản trên đây là cách ngăn ngừa bệnh viêm amidan cũng như những bệnh đường hô hấp khác hiệu quả, tránh được những biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm amidan. Tuy nhiên, nếu bạn không hay mắc phải bệnh triệu chứng của bệnh, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời nhé. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Ở bệnh viêm amidan cũng như những bệnh đường hô hấp khác hiệu quả, tránh được những biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm amidan. Tuy nhiên, nếu bạn không hay mắc phải bệnh triệu chứng của bệnh, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời nhé. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Nhà thuốc Thiện Nhân Đường xin chào các cô chú anh chị đang xem video. Hôm nay nhà thuốc sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài thuốc đặc trị amidan hốc mủ cực kỳ hiệu quả. Thuốc chuyên điều trị các bệnh viêm amidan và viêm amidan hốc mủ. Viêm amidan hốc mủ là gì? Viêm amidan hốc mủ là tình trạng bội nhiễm trong cổ họng và tạo ra khối mủ trên amidan mà người ta vẫn hay gọi là viêm họng mủ. Thực chất là hiện tượng viêm nhiễm trong các hốc ngăn của amidan lâu ngày tạo thành các kén viêm, và nhờ sự cọ sát của các hoạt động hít thở làm vỡ kén, bật mủ ra ngoài bám đầy trên bề mặt amidan. Các chấm li ti màu trắng trông giống bã đậu. Viêm amidan cấp mủ hay viêm amidan có mủ thực chất là một là báo hiệu của một căn bệnh mới chớm và chưa lâm vào thể nặng hay còn gọi là thể mãn tính. Bước đầu những biểu hiện bệnh lý không khác gì với bệnh viêm họng, nhưng sau đó một số thời gian sau nhiều lần tái phát là nó có thêm những biểu hiện đặc trưng như tình trạng tạo khối bã đậu, vón cục trên amidan đang bị viêm. Bệnh viêm amidan hốc mủ không hề khó chữa và có thể điều trị khỏi. Với căn bệnh này, đông y khẳng định có thể trị khỏi bằng các loại thảo dược tự nhiên.
Mặt khác, nếu bệnh này không được điều trị sớm, nếu để tái phát ít nhất 3 lần trong một năm, có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật cắt amidan. Viêm amidan mủ không điều trị sớm để lại nhiều biến chứng khó lường và gây nguy hiểm đến sức khỏe người bệnh. Những biến chứng thường gặp của viêm amidan hốc mủ là tình trạng viêm nhiễm cấp gây áp xe tại chỗ và lây lan, triệu chứng thấp tim phát sinh, tình trạng viêm phế quản, viêm khớp, viêm xoang. Hôm nay, nhà thuốc Thiện Nhân Đường giới thiệu cho các bạn một cái bài thuốc đặc trị amidan hốc mủ. Trên tay tôi các bạn đang nhìn thấy là thuốc đặc trị amidan hốc mủ, chuyên điều trị các triệu chứng bệnh viêm amidan và viêm amidan hốc mủ. Thành phần gồm có ngân hoa, niên kiều, cắt cánh, chiết bối mẫu, bạch cương, kinh giới, thiên hoa phấn, bạc hà, ngưu, bằng tử và một số loại thảo dược bí truyền của nhà thuốc Thượng Nhân Đường. Thuốc hoàn toàn 100% bằng thảo dược. Thuốc đã điều trị cho hàng nghìn người là khỏi bệnh hoàn toàn viêm amidan hốc mủ. Khi các bạn sử dụng thuốc viêm amidan hốc mủ của nhà thuốc, lưu ý khi mới uống sẽ thấy bệnh nặng lên như sưng tấy, đỏ và nhiều mủ hơn, sau đó sẽ khỏi. Đó là hiện trạng công thuốc. Các bạn cứ kiên trì điều trị, chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy liên hệ vào số điện thoại 01696 439 840 để được nhà thuốc tư vấn trực tiếp. Cách sử dụng thuốc như sau: các bạn lấy mỗi ngày 2 gói dạng túi trà lọc, cho vào phích nước nóng tầm 1 đến 1,5 lít nước. Các bạn uống thay nước hàng ngày. Các bạn uống khi nào hết nước, chúng ta lại đổ thêm nước nóng vào để uống. Bao giờ thấy nước nhạt, không còn màu đậm nữa thì các bạn thôi không uống nữa. Lưu ý, thuốc chỉ uống trong ngày, không uống sang ngày thứ hai. Trong khi các bạn sử dụng thuốc, các bạn không uống rượu bia, hút thuốc lá, cà phê, đồ ăn chua, cay, nóng, lạnh trong thời gian sử dụng thuốc. Một liệu trình điều trị thuốc đặc trị amidan hốc mủ bao gồm một nọ ngậm, tức là dạng nước. Các bạn có thể nhìn trên video, đó là thuốc đặc trị viêm họng viêm amidan. Các bạn ngậm, mỗi lần ngậm khoảng 5 đến 10 ml, bằng một nửa lắp hoặc một cái nắp của chai. Các bạn ngậm vào thì nước sẽ đào thải hết những cái ổ viêm ở trong khoang họng ra ngoài. Bởi vì khi các bạn bị viêm amidan hốc mủ thì có thể các bạn bị luôn cả viêm họng, nên thuốc này sẽ điều trị cho các bạn tất cả các vấn đề trong khoang miệng, đó là viêm họng, viêm amidan thông thường. Và kết hợp với hai túi điều trị đặc trị amidan hốc mủ, liệu trình điều trị trong khoảng 15 ngày, các bạn sẽ thấy hiệu quả rất là cao. Bệnh nhẹ chỉ trong khoảng 15 ngày là khỏi. Bệnh nặng các bạn dùng thêm một liệu trình nữa, bệnh sẽ khỏi dứt điểm, không tái phát. Và cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các quý vị và các cô chú anh chị đã xem video. Hy vọng các cô chú anh chị xem xong video sẽ có cái quyết định cho mình để sử dụng thuốc đặc trị amidan hốc mủ của bên nhà thuốc để điều trị. Xin cảm ơn. Trong khoảng 15 ngày, các bạn sẽ thấy hiệu quả rất là cao. Bệnh nhẹ chỉ trong khoảng 15 ngày là khỏi. Bệnh nặng các bạn dùng thêm một liệu trình nữa, bệnh sẽ khỏi dứt điểm, không tái phát. Và cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các quý vị và các
cô chú anh chị đã xem video. Hy vọng các cô chú anh chị xem xong video sẽ có cái quyết định cho mình để sử dụng thuốc đặc trị Aban hốc mủ của bên nhà thuốc để điều trị. Xin cảm ơn. Của bên nhà thuốc để điều trị. Xin cảm ơn.